kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay giải mưa dông qua Bắc Bộ được dự báo tiếp tục còn hoạt động mạnh mẽ hơn và gây mưa rào nhiều nơi trên toàn khu vực. Khắp các tỉnh thành từ vùng núi xuống đến Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh. Lượng mưa lớn được nhận định tập trung nhiều trong sáng nay khi quá trình hội tụ mực cao xảy ra mạnh mẽ nhất. Sau đó đến trưa chiều mưa sẽ giảm hơn. Tuy nhiên trời vẫn nhiều mây nên nền nhiệt cao nhất ngày sẽ giảm nhanh so với 24 giờ trước đó ở dưới ngưỡng 33 độ. Nắng nóng hoàn toàn chấm dứt trên khu vực. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 cho đến 27 độ. Cùng với sự thu hẹp của vùng thấp nóng thì nắng nóng gay gắt diện rộng cũng suy giảm tại các tỉnh miền Trung. Chiều tối và đêm nay trời chuyển nhiều mây hơn, mưa dông cũng dần xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Còn từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối nên thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn. Trong khoảng chiều tối đến tối có mưa rào và dông xảy ra, có nơi mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng khả năng có sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt ngày hôm nay xu hướng giảm nhẹ hơn so với 24 giờ trước đó, cao nhất chỉ phổ biến từ 32 đến 34 độ tại Nam Bộ và ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau, mời quý vị theo dõi. Ngày hôm nay khu vực Hà Nội sẽ nhiều mây, mưa rào có lượng tập trung nhiều trong thời điểm về đêm và sáng nên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của người dân. Tuy nhiên quý vị sẽ được hưởng bầu không khí mát mẻ hơn bởi nền nhiệt tại thủ đô sẽ giảm nhanh so với 24 giờ trước đó, cao nhất chỉ khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Về đêm nhiệt độ dao động quanh mức 26 độ. Với nền nhiệt như vậy quý vị và các bạn nên hạn chế sử dụng máy điều hòa. Thay vào đó chúng ta hãy mở rộng các cửa sổ, giúp không khí lưu thông và tận hưởng luồng gió mát từ khí trời. Thành phố Hải Phòng cũng nhiều mây và có mưa dông xảy ra trong thời điểm đêm qua đến sáng nay. Do vậy, nền nhiệt độ tại đây cũng giảm và thời tiết trở nên dễ chịu hơn nhiều so với 24 giờ trước đó. Thấp nhất ở khoảng 26 độ, cao nhất không vượt quá ngưỡng 32 độ. Đặc biệt lưu ý là vùng ven biển của thành phố sẽ có mưa dông và gió giật mạnh. Do vậy, bà con ngư dân nên hạn chế đánh bắt trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn. Nắng nóng gay gắt trong những ngày vừa qua sẽ được xoa dịu phần nào khi hôm nay thời tiết tại thành phố Đà Nẵng có đôi chút chuyển biến. Trời nhiều mây hơn, mưa rào nhẹ có khả năng xuất hiện vào lúc chiều tối. Biên độ nhiệt ngày hôm nay sẽ dao động từ 27 cho đến 36 độ. Dự báo nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm thêm trong 1 đến 2 ngày tới. Thời tiết trở về trạng thái ôn hòa. Quý vị và các bạn có thể tận dụng bầu không khí mát mẻ vào ban sớm và có những bài tập thể dục nhẹ nhàng giúp tinh thần sảng khoái và hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn. Tại thành phố Buôn Ma Thuột của Cao Nguyên, kiểu thời tiết chủ đạo trong ngày sẽ là có mây thay đổi và nắng gián đoạn từ khoảng sáng đến trưa. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên đến mức 31 độ. Đến chiều tối, mây dông bắt đầu kéo đến và cho mưa rào nhiều nơi trên khu vực. Khi lưu thông ngoài trời trong thời điểm này, người dân cần cảnh giác cao với khả năng có dông mạnh kèm gió giật. Mưa còn xảy ra trong khoảng tối, sau đó từ đêm trời tạnh ráo hơn và nhiệt độ giảm nhanh xuống mức là 23 độ. Độ ẩm không khí lúc này khá cao, đạt 90%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trong khoảng chiều tối. Ban ngày trời nắng nhưng nắng không liên tục và cường độ cũng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất được dự báo trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Thấp nhất về đêm giảm xuống còn 26 cho đến 27 độ. Mưa nắng đan xen sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông cũng như là sức khỏe của người dân thành phố. Đang trong giai đoạn nghỉ hè nên sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí chào đón các bé. Với thời tiết như vậy thì các bậc phụ huynh nên lựa chọn cho con em mình những khu vui chơi trong nhà hoặc sân khấu ngoài trời có mái che để không ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian vui chơi của các bé. Thành phố miền Tây Cần Thơ cũng duy trì nhiều mây cùng độ ẩm cao vào lúc ban sớm. Mưa dông được dự báo tập trung vào khoảng trưa chiều nên nền nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Từ chiều tối cho đến đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 26 độ. Hiện nay đang bước vào giai đoạn chính của mùa mưa nên với bà con nuôi cá lồng bè ở sông Hồ, cần lưu ý kiểm tra và tu sửa lại những nơi xung yếu, vệ sinh lồng sạch sẽ, thoát nước nhanh để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!